vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Văn hóa Giao thông phát sóng vào lúc 16 giờ 50 phút thứ tư hàng tuần trên Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc nhưng nhớ điều khiển phương tiện an toàn khi tham gia giao thông nhé. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Người đi xe đạp vẫn bị xử phạt về nồng độ cồn. Trả lại vẻ mỹ quan thông thoáng cho tuyến đường Y Kiều. Phóng sự văn hóa dừng xe khi đèn đỏ quý vị, mở đầu chương trình hôm nay như thường lệ là thông tin tổng hợp về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong tuần qua. Theo ghi nhận của chương trình, trong tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định, ủng tắc giao thông không xảy ra, các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến được đảm bảo thông suốt. Tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản 679 trường hợp vi phạm, trong đó có 552 mô tô, 126 ô tô. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm vi phạm nồng độ cồn 288 trường hợp, quá tốc độ 97 trường hợp, dự đèn đỏ 31 trường hợp, ngược chiều 25 trường hợp, chuyển hướng không đảm bảo an toàn 18 trường hợp, quá tải quá khổ 18 trường hợp, tạm giữ 380 phương tiện, trong đó 367 mô tô, 13 ô tô, nhắc nhở 21 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 425 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 163 trường hợp. Thưa quý vị, nhiều người nghĩ rằng quy định về xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông chỉ áp dụng cho người điều khiển phương tiện xe máy, xe máy điện, xe ô tô và các phương tiện khác. Tuy nhiên, người điều khiển xe đạp, xe đạp điện vẫn bị xử phạt nếu vi phạm quy định trên. Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định 100 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, thay thế Nghị định 46 năm 2016. Trong đó chính phủ quy định mức phạt đối với người đi xe đạp, xe đạp điện vi phạm nồng độ cồn với mức phạt 80.000 đồng đến 100.000 đồng khi lái xe có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg trên 100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở phạt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng khi người đi xe đạp xe đạp điện có nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg trên 1 lít khí thở. Từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg trên 1 lít khí thở. Hiện nay trên các trụ đèn tín hiệu giao thông đã được lắp đặt nhiều bản chỉ đường, không chỉ mang lợi ích trong điều tiết giao thông mà còn giúp người đi đường có thể đi đúng lộ trình của mình. Các bản thông báo trên đang được lắp thí điểm tại hai giao lộ đường 30 tháng 4 và đường Lê Lợi, thành phố Tây Ninh Tại mỗi trụ đèn tín hiệu giao thông đã được gắn thêm các bảng chỉ dẫn tuyến đường phía trước và khung phản quang ở trên. Mỗi bảng chỉ dẫn sẽ ghi rõ hướng đi. Đây cũng là điều cần thiết giúp cho người tham gia giao thông trên đường được thuận lợi, đảm bảo an toàn. Các bảng hướng dẫn này được thiết kế có khả năng phản quang để giúp người điều khiển phương tiện giao thông dễ dàng quan sát vào buổi tối hay khi trời mưa. Với những lợi ích mang lại, trong thời gian tới các cơ quan chức năng có thể sẽ khảo sát lắp đặt các biển báo tại nhiều giao lộ và tuyến đường khác trên toàn tỉnh tăng tiện ích cho người tham gia giao thông trong và ngoài tỉnh khi lưu thông tại Tây Ninh. Ủy ban Nhân dân phường 2 thành phố Tây Ninh phối hợp cùng Công an thành phố và Phòng quản lý đô thị thành phố tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng kinh doanh, mua bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè trên tuyến đường Ít Kiêu, đoạn từ cầu Quang đến đường Hồ Văn Lâm. Ủy ban nhân dân phường 2 thành phố Tây Ninh phối hợp cùng công an thành phố và phòng quản lý đô thị thành phố tổ chức ra quân kiểm tra xử lý tình trạng kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng đường dễ hè trên tuyến đường Yết Kiêu đoạn từ cầu Quang đến đường Hồ Chăn Lâm. Sau khi kiểm tra, lập biên bản và tạm giữ nhiều tăng vật vi phạm như bàn ghế, biển hiệu, dù, bạc di động. Sau khi ra quân chấn chỉnh lại tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, đến nay đoạn đường Yết Kiêu đã trở nên thông thoáng, các phương tiện di chuyển qua đoạn này đã dễ dàng hơn. Các hộ kinh doanh buôn bán đã ý thức được việc mua bán lấn chiếm lòng lề đường là sai quy định của pháp luật và có sự thay đổi đáng kể. Để duy trì kết quả này, Ủy ban nhân dân phường 2 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và phối hợp cùng lực lượng chức năng thành phố, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nơi công cộng trên địa bàn. Qua đó từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông của mỗi người dân cũng như chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng môi trường cảnh quan đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp nhằm giảm thiểu ung tắc giao thông tại các nút giao lớn có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông đúc, tỉnh đã đưa vào vận hành nhiều làn đường được phép rẽ phải khi có tín hiệu đèn đỏ. Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy, nhiều người điều khiển phương tiện giao thông đi thẳng hoặc rẽ trái lại không nhường làn đường này cho những người rẽ phải. Tình trạng này không chỉ gây ung tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tình trạng cự cãi, ẩu đả giữa những người tham gia giao thông. Tại nút giao đường Lê Lợi, Nguyễn Chí Thanh và Cách mạng tháng 8, thành phố Tây Ninh, cơ quan chức năng đã lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu chỉ dẫn người lưu thông theo hướng Cách mạng tháng 8, dẫn được phép rẽ phải ngay cả khi đèn đỏ vào đường Lê Lợi. Hay như nút giao giữa đường 30 tháng 4, rẽ vào đường Lê Lợi thì đi kèm với biển báo chỉ dẫn, còn có dạch sơn phân định phần đường cho các phương tiện rẽ phải. Thế nhưng điều đáng nói là người điều khiển xe máy, xe đạp dừng chờ đèn đỏ để đi thẳng, lại dừng xe tại phần chạch ưu tiên cho xe rẽ phải, khiến xe có nhu cầu rẽ phải, không thể dược lên vì bị xe phía trước bít lối. Sau khi bị chặn lại, hầu hết chủ phương tiện ngậm ngùi chờ đèn đỏ chuyển xanh mới có thể tiếp tục di chuyển. Nhiều người muốn rẽ phải nhưng do dướng các xe phía trước nên đã điều khiển xe chạy lấn làng bên trái hoặc leo lên vỉa hè. Việc làm này rất dễ khiến xảy ra va chạm, gây nguy hiểm cho người đi bộ hoặc người tham gia giao thông chung tuyến. Thậm chí một vài trường hợp đã không giữ được bình tĩnh, lời qua tiếng lại dẫn đến sâu sát. Nguyên nhân chủ yếu được cơ quan chức năng nhận định là từ ý thức và trách nhiệm của người tham gia giao thông. Nhiều người tham gia giao thông chủ quan, không chú ý các biển báo hay tín hiệu đèn hoặc thậm chí không hiểu ý nghĩa của biển báo hiệu nên dẫn cho xe dừng trước vạch dừng, gây cản trở giao thông. Theo Nghị định 100-2019, hành vi này sẽ bị xử lý tương tự như lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng và mức phạt đối với xe ô tô là 3-5 đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Nói về ý thức thì nói chung là cũng có nhiều, nói chung có nhiều trường hợp người ta sẽ uh, biết được cái cái phương hướng người ta dừng, người ta dừng để cho mình có tiện qua bên kia. Còn nhiều người không có thì người ta đậu đó luôn. Ví dụ như trường hợp xe cấp cứu đi ngang qua thì sao? Phải dồn nén vô trong đó để, để cho người kia chạy qua nói chung là bản thân là khi mà dừng đèn đỏ thì mình sẽ trích sang một phần đường nếu mà đi thẳng trích sang phần đường để cho nhường những, cho nhường cho những xe khác muốn quẹo phải người ta quẹo mình phải có một cái 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 gì đó để tạo nên một cái sự hoài hòa không bị bóp kèn in nổi vậy đó à, khi khi mà có được cái làn đường quẹo phải như vậy á thì chúng tôi rất là yên tâm mà khi dừng vào con đường đó dừng vào cái chỗ dành riêng cho những người phải đó. Mặc dù người điều khiển phương tiện giao thông di chuyển theo hướng đi thẳng vẫn được dừng xe ở làng đường trong cùng, bởi tại hầu hết các nút giao đều có cả chỉ dẫn đi thẳng hoặc rẽ phải ở làng đường này. Tuy nhiên, mỗi người hãy nâng cao ý thức văn hóa giao thông, chủ động nhường đường cho các phương tiện di chuyển theo hướng bên phải khi đèn đỏ, qua đó góp phần tránh ủng tắc giao thông và những trường hợp xung đột đáng tiếc có thể xảy ra ngoài ra lực lượng chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra xử lý các phương tiện dừng đổ xe không đúng quy định gây cản trở ủng tắc giao thông đặc biệt là tại các nút giao cho phép rẽ phải khi đèn đỏ Việc sử dụng điện thoại di động và không đổi mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy điện theo quy định không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân, mà còn ảnh hưởng đến những nỗ lực xây dựng văn hóa giao thông của cộng đồng. Với ý tưởng sáng tạo và sự tiềm tòi, ham học hỏi, hai học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Lê Kha đã sáng tạo ra dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện người vi phạm không đổi mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Từ những thực tế hàng ngày và hậu quả của nhiều vụ tai nạn giao thông xuất phát từ việc thiếu ý thức của người dân trong việc đội mũ bảo hiểm hoặc sử dụng điện thoại khi đang tham gia giao thông. Là những học sinh chuyên về tinh học, với niềm đam mê nghiên cứu công nghệ thông tin để ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống. Nguyễn Chí Tính, học sinh lớp 11 tinh và Nguyễn Phạm Thanh Tâm, học sinh lớp 10 tinh, trường trung học phổ thông chuyên Hòa Lê Kha đã có ý tưởng thực hiện dự án ứng dụng công nghệ để hỗ trợ các cơ quan chức năng Nhận diện người vi phạm không đội mũ bảo hiểm hoặc sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông Do tụi em thấy được cái tình trạng về tai nạn giao thông ở tỉnh mình và ở trên nước của mình nó hiện tại đang diễn ra hàng ngày và nó mang lại rất nhiều thiệt hại cho con người liên quan đến tính mạng và tài sản Trong đó thì hành vi sử dụng điện thoại và hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là một trong những hành vi rất dễ gây đến tai nạn giao thông vì thế nên tụi em quyết định lên ý tưởng cho dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện người vi phạm không đồng mũ hiểm và sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Nhờ những ý nghĩa thiết thực mà dự án mang lại, các em đã được hỗ trợ của nhà trường và các đơn vị liên quan trong việc thu thập dữ liệu, hình ảnh của người tham gia giao thông trên địa bàn. Các em đã phân tích, xây dựng thuật toán nhận diện các hành vi, đồng thời áp dụng mô hình tối ưu, nhận dạng chính xác nhất những đối tượng có kích thước nhỏ, giúp việc nhận diện được chính xác và hiệu quả với sự nỗ lực và kiên trì, các em đã vận dụng thành công trí tuệ nhân tạo vào đời sống, giải quyết được hai bài toán khó là độ chính xác nhận dạng người không đội mũ bảo hiểm đạt khoảng 87%, nhận diện người sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông đạt 79%. À, thì mong muốn ban đầu của chúng em trong dự án là có thể góp phần giúp giảm thiểu cái uh, thiệt hại về tai nạn giao thông và nâng cao ý thức về uh, tham gia giao thông của người dân. Uh, dự án này mang lại cho chúng em rất nhiều cái kinh nghiệm trong việc huấn luyện mô hình cũng như các thuật toán liên quan đến nhận diện hình ảnh em cảm thấy là vui giúp ích được cho đời giúp cho xã hội để giảm thiểu cái thiệt hại về, về về vấn đề giao thông và giúp nâng cao ý thức của mọi người với những ý nghĩa thiết thực Ngoài việc xuất sắc nhận được giải ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp quốc gia 2022-2023, mà các em còn đóng góp vào sự đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, phù hợp với xu thế chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống, một ý tưởng sáng tạo để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình văn hóa giao thông tuần này. Mọi góp ý hoặc có câu hỏi đặt ra với chương trình, khán giả có thể gửi thông tin về email văn hóa giao thông ttv 11 a gmail com Hẹn gặp lại vào tuần sau trên đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Xin kính chào tạm biệt.